Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Tính đến chiều ngày 19 tháng 10, Quảng Bình đã có hơn 89.320 ngôi nhà bị ngập sau mưa lũ. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại các điểm xung yếu. Lực lượng chức năng điều động khẩn cấp các phương tiện cứu hộ người dân các vùng bị ngập sâu. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tính đến 16 giờ ngày 19 tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã có trên 89.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành di dời hơn 8.700 hộ dân ở khu vực thấp đến nơi an toàn. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông khiến các phương tiện không lưu thông được. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 4 người chết do mưa lũ, 2 người ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, 1 người ở xã Gia Ninh và 1 người ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Số người bị thương do mưa lũ là 6 người. Hiện nay tỉnh Quảng Bình đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, biên phòng cũng như các đội cứu hộ chuyên nghiệp của các ngư dân vùng biển vào cuộc di dời dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do nhân lực và phương tiện không thể đáp ứng yêu cầu cứu hộ ngày càng lớn của người dân trên khắp tất cả các địa bàn trong tỉnh. Vì vậy, phương châm bốn tại chỗ cần được phát huy triệt để. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trong sáng ngày 19 tháng 10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Tính đến 9 giờ ngày 19 tháng 10, thị trấn Phong Nha có gần 3.000 nhà dân bị ngập, trong đó có hơn 2.300 hộ ngập lụt từ 1 mét trở lên. Các thôn Trầm Mẹ, thôn Na, Cù Lạc Một, Xuân Tiến, Hà Lợi bị chia cắt hoàn toàn. Thị trấn đã di dời 300 hộ dân với hơn 1.200 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Kiểm tra tại một số thôn bị ngập lụt của thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu địa phương phối hợp với lực lượng công an, quân sự để chủ động các giải pháp ứng cứu kịp thời cho nhân dân trong các trường hợp khẩn cấp. Hiện nay người dân đang phải chịu cảnh mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương phải đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm, nước uống, tuyệt đối không để người dân thiếu đói. Bên cạnh đó, yêu cầu lực lượng công an, quân sự tích cực hỗ trợ huyện Bố Trạch huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nhất là các vùng thấp trũng ven sông suối. Những hộ dân không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời. Trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống khi tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng trong chiều qua 19 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho bà con giáo dân của giáo xứ Bao Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cần thăm hỏi tình hình đời sống và chia sẻ về những khó khăn mà bà con giáo dân đang gặp phải do ảnh hưởng của mưa lũ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, linh mục quản sự, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân của giáo xứ Bao Sen cần chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để tiếp tục ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, sẵn sàng di dời ra khỏi những vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Dịp này, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Bố Trạch đã trao 100 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con giáo xứ Bao Sen. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đến thăm và động viên các lực lượng tham gia phòng chống lũ lụt, cứu nạn cứu hộ. Vào lúc 20 giờ tối ngày 18 tháng 10, tại sông Long Đài thuộc thị trấn Quản Hầu, huyện Quảng Ninh đã xảy ra trường hợp chìm đò. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh với đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo việc cứu nạn. Sau khi nhận được tin báo từ Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, đồng chí Trần Công Thuật và đồng chí Trần Phong đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện khẩn trương tìm mọi phương án để giải cứu ba người dân bị chìm đò. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với cơ sở đóng thuyền nhôm Ngọc Du tại xã Lương Ninh tiếp cận và cứu hộ thành công cả ba người. Được biết, ba người này dùng đò để đi bắt chim thì xảy ra tai nạn. Thời điểm mưa lũ, trong khi đã có cảnh báo về việc tuyệt đối không được di chuyển để đảm bảo an toàn tính mạng, thì ba người này là chủ quan coi thường tính mạng. Đồng chí Trần Công Thuật và đồng chí Trần Phong
đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và nhắc nhở người dân chú ý đảm bảo an toàn, tránh tái diễn tình trạng trên. Qua sự việc, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân không được chủ quan, đặc biệt là trong tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay, nghiêm cấm việc đánh bắt cá vượt củi khi còn mưa lũ. Bà con nhân dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống bão lũ để tự bảo vệ mình, và nếu có tình huống khẩn cấp thì gọi ngay cho lực lượng cứu hộ cứu nạn nơi gần nhất. Tại huyện Bố Trạch, vào lúc 1:30 ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình và Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã phối hợp giải cứu thành công một chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi. Theo đó, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 43B02454 do anh Phạm Quốc Cường, sinh năm 1985, trú ở tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển chạy theo hướng Bắc Nam. Trên xe có 18 người, trong đó có 5 phụ nữ và một trẻ em. Khi vào đến phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, thì lực lượng chức năng cấm đường và hướng dẫn lái xe rẽ lên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, do lái xe không thông thạo địa hình nên đã đi lạc vào quốc lộ 9E. Mặc dù tại ngã ba Việt Trung, cơ quan chức năng đã rào chắn cấm đường, nhưng lái xe vẫn cố tình vi phạm, coi thường tính mạng của hành khách. Đến ngầm Khe Ngát thuộc thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, thuộc km 19 cộng 500 thì xe bị nước lũ cuốn trôi hơn 300m về phía hạ lưu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã phối hợp chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an huyện Bố Trạch, lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng hiệp đồng thực hiện. Đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 10, chiếc xe khách đã được giải cứu thành công. Toàn bộ hành khách được đưa về cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc. Ngoài việc giải cứu chiếc xe khách nổi trên, thì ngay trong đêm 18 tháng 10, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình cũng đã giải cứu thành công hàng nghìn người dân ở vùng lũ. Sáng qua ngày 19 tháng 10, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra các điểm sung yếu trên tuyến quốc lộ 1A. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại trên tuyến đường quốc lộ qua huyện Bố Trạch tại các xã Thanh Trạch, Bắc Trạch, mưa nước sông Danh đang lên rất nhanh, gây ngập trên các trục đường, hàng trăm phương tiện bị tắc nghẽn giao thông từ 3 đến 4 km do không lưu thông được. Trước tình trạng đó, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng sẵn sàng cả phương án phân luồng, đưa các phương tiện vào vị trí an toàn, tránh bị ngập lụt. Đồng thời, có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các lái xe và hành khách. Các địa phương phải bám sát tình hình thời tiết và theo dõi hiện trường nhằm xử lý kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Các đoàn đã đi kiểm tra tại một số điểm xung yếu như khu dân cư và một số tuyến đường ở phường Phú Hải, phường Hải Thành, phường Bắc Nghĩa, phường Đồng Sơn, xã Thuận Đức, xã Đức Ninh, biển Nhật Lệ và các hồ chứa nước đập tràn ở phường Đồng Sơn. Riêng tại phường Phú Hải, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên tuyến đường từ cầu Dài đến cổng chào Đồng Hới bị ngập lụt. Nhiều nhà dân, tài sản, đặc biệt là 5 kho chứa hải sản đông lạnh và hải sản khô của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn bị ngập nước, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tại phường Đồng Sơn, hơn 30 hộ dân tại các tổ dân phố 5 và 6 bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ngay trong đêm 18 và sáng ngày 19 tháng 10, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời đưa người dân sơ tán. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới cũng đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời ứng cứu một số dân bị mắc lũ tại xã Đức Ninh và phường Bắc Nghĩa. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới yêu cầu lãnh đạo phường Phú Hải nhanh chóng triển khai các phương án kịp thời hỗ trợ giúp vận chuyển 5 kho chứa hải sản của người dân tại cảng Nhật Lệ. Các phòng ban đơn vị và địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo di dời các hộ dân ở các vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn, triển khai phương châm 4 tại chỗ nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Các địa phương trên địa bàn tỉnh gồng mình ứng phó với mưa lũ. Làm rõ quy trình vận hành hồ chứa nước Phú Vinh. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn
đã làm các địa phương trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. Mưa lũ kéo dài kết hợp với nước biển dâng làm ngập hầu hết các tuyến đường, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Hới, giao thông nội thành gần như bị tê liệt. Năm nay nước lũ là nói chung là quá to rồi đó, quá bất ngờ rồi đó, chưa có năm mới mà ngập chứ năm nay cả đêm là mọi người là xôn xao rồi đó, mọi người là có ngủ mơ thấy nước như đi là ai cũng lo dây mà dọn đồ dọn đón lên. Mưa lớn quá không thoát kịp, mực nước xung quanh ở đây bây giờ rất là cao so hơn với mọi năm, bây giờ nó ảnh hưởng rất lớn, đời sống của bà con rất là vất vả, tổn hại đến sức khỏe và là đến cộng đồng nhiều, thì mọi người cũng cố gắng hết sức để chống lại thiên tai. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Hới, mưa lũ đã khiến một người dân bị thương nặng, hơn 4.500 nhà dân bị ngập. Các tổ dân phố Đức Trường, Bình Phúc của phường Đức Ninh Đông và tổ dân phố Phủ Thường, Diêm Hải của phường Phủ Hải bị ngập hoàn toàn. Trên một số tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới, tổ bảo vệ dân phố của các xã phường đã bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân đi lại, tránh các đoạn đường bị ngập sâu. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã cấm biển cảnh báo tại các đoạn đường nguy hiểm. Nhiều người dân vẫn bất chấp điều khiển phương tiện đi trên các đoạn đường ngập sâu. Trong những ngày mưa lũ, người dân cần hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Trong trường hợp phải tham gia giao thông, cần quan sát kỹ và tuân thủ sự hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tại thị xã Ba Đồn, do ảnh hưởng của mưa và lũ lớn từ thượng nguồn chảy về, kết hợp với thủy triều dâng cao, làm ngập lụt các tuyến đường và nhà dân. Tính đến chiều ngày 19 tháng 10, đã có 24.248 nhà dân với trên 101.110 nhân khẩu bị ngập lụt. Thị xã cũng đã chỉ đạo di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu nguy hiểm đến các điểm tập trung. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chủ động phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự huyện Quảng Trạch, đến chiều ngày 19 tháng 10, mưa lớn đã khiến trên 5.200 hộ dân bị ngập sâu trong nước, trong đó hơn 1.860 hộ dân bị ngập sâu trên 2,5 mét. Các địa phương trên địa bàn đã tiến hành di dời 153 hộ dân với 503 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cũng trong sáng ngày 19 tháng 10, lực lượng công an huyện đã đưa 4 người ở xã Phù Hòa bị ngập lụt đến nơi an toàn, trong đó có một cụ già bị gãy chân nằm một chỗ và một em nhỏ 5 tuổi. Nhiều người dân ở xã Quảng Thanh, xã Quảng Châu bị ngập lụt đã được chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu đến nơi an toàn. Theo thống kê, toàn huyện Bố Trạch đã có hơn 10.300 ngôi nhà bị ngập, trong đó có trên 6.600 nhà bị ngập sâu từ 1 đến 3 mét. Có 41 thôn bản tại các xã Xuân Trạch, Liên Trạch, Thường Trạch, Cư Nẫm, Hưng Trạch, Phúc Trạch, thị trấn Huân Lão bị chia cắt cô lập. Hiện trên địa bàn huyện đang có một điểm ách tắc giao thông nghiêm trọng dài hơn 7 km từ xã Thanh Trạch đến phía Nam Cầu Danh. Hàng trăm phương tiện đang bị mắc kẹt tại đây. Ngày 19 tháng 10, mực nước trên sông Kiển Giang đã lên trên mức báo động 3, vượt mức lũ lịch sử năm 1979. Nước lũ tiếp tục dâng cao, nhiều nhà dân tại các vùng thấp trũng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã bị ngập sâu. Ước tính trên 30.000 căn nhà đã bị ngập. Toàn địa bàn huyện Lệ Thủy đã bị cắt điện, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo và huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc cứu hộ cứu nạn ở các vùng nguy hiểm ngập lụt sâu để đến nơi an toàn. Hai xã biển Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc đã huy động tàu thuyền vào tham gia ứng cứu ở các vùng bị ngập sâu. Trên 1.700 nhà dân ở huyện Minh Hóa đã bị ngập sâu khi lũ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2010. Riêng vùng rốn lũ Tân Hóa, 100% nhà dân bị ngập từ 1,5 đến 4 mét. Xã Yên Hòa 188 hộ, xã Minh Hóa 688 hộ. Do nước lũ dâng cao nên hầu hết các nhà phao tránh lũ của nhân dân xã Tân Hóa đã vượt cột định hướng. Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời hỗ trợ dây thừng để bà con buộc nẻo đảm bảo an toàn. Để đảm bảo tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã di dời trên 30 hộ, trên 106 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 16 giờ ngày 19 tháng 10, mực nước trên sông Danh tại trạm thủy văn Mai Hóa là 8,44 m, trên mức báo động 3 1,94 m. Một số xã như Văn Hóa, Châu Hóa, Thạch Hóa bị ngập lụt hoàn toàn. Toàn huyện có 6.636 nhà bị ngập, trong đó có 3.655 nhà ngập từ 1 đến 3 m, 3.842 hồ bị cô lập. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân. Các điểm sạt lở xảy ra tại thôn Kim Trừng,
thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, thôn Đàm Thủy 2, xã Thạch Hóa và thôn Thuần Tiến, xã Thuần Hóa, làm sập hoàn toàn một ngôi nhà ở xóm Ba Côn, thôn Đàm Thủy 2, xã Thạch Hóa. Toàn huyện có 5 nhà bị ảnh hưởng hư hỏng một phần, hàng chục ngôi nhà khác nằm trong vùng nguy hiểm. Trên địa bàn huyện có 2 nhà dân bị cháy do chập điện và bất cẩn trong khi nấu thức ăn trên gác thường để tránh lũ. 6 người bị thương do té ngã trong quá trình dọn lũ. Quốc lộ 12A đã bị ngập, chia cắt nhiều vị trí, không thể lưu thông. Toàn huyện có 24 trường học, nhiều trụ sở làm việc, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bị ngập. Hiện 5 xã đang bị mất điện. Huyện đã di rời 381 hộ với 1.036 nhân khẩu đến nơi tránh lũ an toàn. Hiện nay trên địa bàn của huyện Tuyên Hóa, mưa đang tiếp tục mưa lớn. Tình hình bà con ở hai bên bờ sông Danh gần như cơ bản là đã bị ngập nước. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã tập trung chỉ đạo các đồng chí trong thành viên của ban chỉ đạo về tận cơ sở để hướng dẫn giúp bà con trong việc phòng chống lụt, và chỉ đạo các xã thị trấn tập trung để cứu giúp các cái trường hợp khó khăn về là nhà ở, các trường hợp là có nguy cơ là ngập, và là chỉ đạo sơ tán bà con ở những cái nơi thấp lụt đến những cái nơi cao, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong cái đợt lũ này. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm 18 tháng 10, nước lũ lên rất nhanh và chảy xiết, khiến cho hàng nghìn người dân không kịp trở tay. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện khẩn cấp ứng cứu nhân dân. Nhiều tuyến đường cơ động về các địa bàn trọng điểm bị nước lũ chia cắt. Trong khi đó, nước sông tiếp tục lên nhanh và chảy xiết. Gió thổi mạnh khiến việc tiếp cận ứng cứu người dân ở địa bàn bị chia cắt, cô lập là rất khó khăn. Với tinh thần cứu dân là trên hết, trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 280 cán bộ, nhân viên, cả cơ quan đơn vị, bộ đội địa phương, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố, điều động gần 1.000 chiến sĩ, dân quân, các địa phương, triển khai các phương án, khẩn cấp ứng cứu người dân theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, 26 cano, xuồng cao tốc, 34 xe quân sự cũng được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng cứu trên các địa bàn trọng điểm. Đến nay, lực lượng cứu hộ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp tổ chức ứng cứu di dời trên 1.230 hộ dân với trên 3.600 nhân khẩu đến vị trí an toàn. Mưa to dâng lên cao, cũng có ai cấp cứu, giờ cả cánh đình đang qua giúp đỡ cho vợ chồng gia đình tôi về con cái. Trên các xã Duy Ninh, Tân Ninh và Hàm Ninh, đặc biệt trên địa bàn của dân Tân Ninh và Duy Ninh thì ra khu vực là sóng và mưa rất lớn và sóng là rất lớn. Qua bà con phản ánh là có thể lâu lắm rồi. Sau 2010 thì nay là một trận lụt lịch sử. Nhiều bà con là không tự điều chỉnh để phương tiện ra được. Hiện nay chúng tôi phải là kết hợp các bộ phận xuồng to, xuồng nhỏ để đấu nối các chặng đường để bố trí đưa bà con về vị trí an toàn. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã bố trí bà con về vị trí các khu vực cao và có bộ phận thì bố trí ra khu vực lán trại của chúng tôi và kết hợp với các xã liên quan để bố trí vị trí ăn nghỉ cho bà con. Hiện tại nước lũ trên các sông đang tiếp tục lên, mưa lớn dự báo vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong tối ngày 19 tháng 10, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục huy động thêm lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn trọng điểm, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu và di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Ngay trong đêm 18 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục điều động thêm 30 cán bộ chiến sĩ và 6 xuồng cao tốc xuống địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy để phát áo phao, hỗ trợ nhân dân sơ tán đến các điểm cao. Đoàn chúng tôi tiếp tục ứng cứu ở cái vùng thôn Mỹ Phước của xã Phong Thủy. Đây là cái vùng trũng thấp nhất và hiện nay chúng tôi đang còn tiếp tục ứng cứu. Rất là nhiều, có nhiều hộ gia đình, có những hộ gia đình có những hoàn cảnh rất là khó khăn, neo đơn. Trong đó có những cái trường hợp mà là bị tai biến, rồi mới sinh con mới một tháng, chúng tôi đã cấp cứu là an toàn.
Trong đêm tối, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vượt lũ, tìm cách tiếp cận với các vùng bị ngập sâu để di dời người dân đến nơi an toàn. Do nước lũ lên nhanh, lực lượng tại chỗ thiếu phương tiện ứng cứu, nên nhiều gia đình hiện vẫn đang bị cô lập. Nhà mình là lũ to nhất rồi đó. Là có như cách đây có mấy năm là chỉ có vô này là thử thôi, mà năm thì vô đóng tới khoảng 1,5 mét. Đang được hôm qua, chứ có bao giờ là phải là cái cảnh lực rồi là tập lụt mà nặng đến như ngày hôm nay. Đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường một tàu MS 11 xuồng cao tốc ST-660 cùng với 500 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu và đã hỗ trợ sơ tán hàng nghìn người dân vùng lũ, các hồ có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát, phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để di dời cán bộ chiến sĩ, cơ sở vật chất đến nơi an toàn. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhiên liệu để ứng phó và hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Tổ chức lực lượng chốt chặn, cảnh báo hướng dẫn người phương tiện qua lại các đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết. Sáng qua ngày 19 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp cùng Công an huyện Lệ Thủy và Công an huyện Quảng Ninh tiếp ứng 4 cano công suất lớn đến địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh để tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn. Ngay khi tiếp nhận cano công suất lớn, các tổ công tác cứu hộ cứu nạn đã khẩn trương tiếp cận các vùng bị ngập sâu. Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Lệ Thủy, trong đêm 18 và sáng sớm ngày 19 tháng 10, các mũi cứu hộ của lực lượng công an đã ứng cứu di dời 150 người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ hàng trăm gói lương khô, nước uống và áo phao cho người dân vùng lũ. Tại huyện Quảng Ninh, các tuyến đường vào các xã Duy Ninh, Hiển Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh, Tân Ninh đều bị ngập sâu trong lũ. Nước từ thượng nguồn đổ về đã vượt đỉnh lũ lịch sử. Phương tiện di chuyển duy nhất là cano. Tuy nhiên, với thời tiết mưa to, gió lớn khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Trong sáng ngày 19 tháng 10, công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai và đã kịp thời cứu 150 người dân tại địa bàn bị ngập sâu đến nơi an toàn. Ngay trong sáng ngày 19 tháng 10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã trực tiếp tiếp cận địa bàn huyện Quảng Ninh để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, công an các đơn vị đã khẩn trương tiếp cận các vùng bị ngập sâu để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân 300 áo phao, 150 thùng mì tôm, 50 thùng nước uống, 50 thùng lương khô. Lực lượng công an huyện Tuyên Hóa cũng đã kịp thời tiếp cận và vận động di dời 5 hộ dân bị ngập sâu tại thôn 1, xã Đức Hóa đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, tính đầu giờ chiều 19 tháng 10, nhiều bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Các bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, đa khoa Đồng Hới, đa khoa Quảng Ninh, đa khoa Lệ Thủy bị ngập sâu. Các bệnh viện đã chủ động thực hiện theo kế hoạch phòng chống bão lụt, tuân thủ nguyên tắc bảo vệ bệnh nhân, cán bộ, trang thiết bị và thuốc. Tuy nhiên, ở bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh có nhiều trang thiết bị công canh, trọng lượng nặng không thể di chuyển được, đang bị ngập trong nước lũ. Ở bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, một xe cứu thương cũng bị ngập sâu. Để ứng phó với thiên tai, cả bệnh viện đã chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên, chỉ có thể đáp ứng đủ nhu cầu trong 1-2 ngày tới. Hiện các đoàn cứu trợ đang nỗ lực để tiếp cận cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho cả bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, quá trình vận hành của các hồ chứa nước, nhất là trong mùa mưa lũ, luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi việc xả nước từ hồ chứa trong điều kiện mưa lớn, nước biển dâng cao sẽ gây ngập lụt cho các địa bàn vùng hạ du. Về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Hoàng Kim Đài, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, xin ông cho biết về cái quy trình vận hành của hồ chứa Phú Vinh trong mùa mưa lũ ạ. Thực hiện thì quyết định của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước Phú Vinh thì ngay từ đầu mưa lũ, công ty đã chủ động treo tràn. Có nghĩa là hồ chứa nước Phú Vinh chưa tích nước. Lưu lượng mưa về hồ bao nhiêu thì chảy tự do qua ngưỡng tràn chính bấy nhiêu. Công ty chưa điều tiết, còn việc điều tiết và vận hành tràn chứa nước Phú Vinh là dự kiến vào cuối mưa lũ. Lúc đấy ấy, là căn cứ vào lưu lượng đến để tính toán lựa chọn thời điểm tích nước cho phù hợp, vừa đảm bảo lượng nước tưới
phục vụ sản xuất cũng như là cấp nước cho sinh hoạt và các ngành dân sinh kinh tế khác, đồng thời đảm bảo cho vùng hạ du và an toàn cho công trình. Những ngày qua trong dư luận là cho rằng việc hồ chứa Phú Vinh xả lũ cho nên đã gây ngập lụt cho thành phố Đồng Hới. Vậy xin ông giải thích rõ về cái khái niệm xả lũ đối với công trình thủy lợi ạ. Vấn đề là hồ chứa nước Phú Vinh là chưa xả lũ mà dự kiến điều tiết nước, có nghĩa là đóng tràn hồ chứa nước Phú Vinh vào cuối mùa mưa lũ. Vào 9 giờ sáng hôm nay thì mực nước tại hồ chứa nước Phú Vinh là 20.7 mét. Với cái mực nước như thế thì lưu lượng qua tràn chính là 200 mét khối giây, đạt là gần 29% lưu lượng thiết kế qua tràn. Đối với các công trình thủy lợi, ví dụ như các hồ chứa tràn sông thì có khái niệm xả lũ. Xả lũ khi nào? Khi hồ đã đóng tràn để điều tiết nước nhưng có mưa lớn thì buộc phải là điều tiết nước qua tràn. Và việc điều tiết nước qua tràn phải tính toán chính xác lưu lượng nước đến để điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cho lượng nước còn lại trong hồ phục vụ sản xuất cũng như là an toàn cho vùng hạ du và an toàn cho công trình. Trước cái tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như thế này thì ông có khuyến cáo cũng như là khuyến nghị như thế nào đối với những người dân ở vùng hạ du ạ? Là khuyến cáo bà con nhân dân là theo dõi và cập nhật cái thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ví dụ như hiện nay công ty chúng tôi là cập nhật 1 tiếng đồng hồ một lần cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thông tin mà chúng tôi cập nhật là thông tin chính xác, thông tin được đo kiểm tra từ hồ chứa và tính toán lưu lượng xả lũ qua tràn, đấy là thông tin chính xác nhất. Vấn đề thứ hai là trong cái thời gian mà nước chảy qua tràn hồ chứa nước Phú Vinh thì cũng khuyến cáo bà con hạn chế việc đánh bắt cá, nhất là vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ạ. Phần cuối chương trình Quảng Bình Ngày Mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Trong ngày, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp. Tình hình thời tiết mưa to gây ra lũ lụt ngập nhiều nơi, chia cắt các địa bàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã xây dựng phương án bố trí lực lượng phương tiện, chia thành nhiều tổ triển khai xuống các địa bàn xung yếu ngập lụt, tiến hành cứu trợ người dân và tài sản. Mưa lớn còn diễn biến phức tạp trong một số ngày tới, nguy cơ gia tăng lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, mọi người dân vùng lũ cần khẩn trương thực hiện. Thường xuyên theo dõi thông tin về mưa lũ, giữ liên lạc và tuân thủ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Khẩn trương di rời ra khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Hạn chế di chuyển trong lũ, trường hợp cần thiết phải đảm bảo an toàn, không đi qua ngầm tràn cầu cống khi lũ đang tràn qua. Không bơi lội đánh bắt cá, vớt củi trong vùng ngập lũ, sạt lở đất. Ngắt nguồn điện, khóa van ga, kê cao những đồ vật cần bảo quản. Chuẩn bị sử dụng phao, các đồ vật có thể làm vật nổi, sạc pin điện thoại, pin dự phòng, đèn pin. Dự trữ bảo vệ lương thực thực phẩm thuộc chữa bệnh trong tình huống ngập lụt bị chia cắt dài ngày. Đảm bảo an toàn nhất là về điện, chủ động dọn dẹp tiêu hủy xác động vật ngay khi sau lũ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quảng Bình Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 20 tháng 10 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 88 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thị trấn Quản Hầu nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 86 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có mưa to, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm 87 đến 99%.
Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 10, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 99%.